Chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì hôm nay em giới thiệu đến quý vị ba con CD ha, giá rẻ. Ở đây một con em giới thiệu rồi, con to là bốn con. Mấy con này là hoàn hảo hết nha quý vị. Thì tuyển chọn mắt độc cực kỳ tốt, nhanh nhạy. Con này là Lukman D100 nha, con này khá hiếm ở Việt Nam quý vị. Quý vị có ly Lukman quý vị trồng lên cái tuyệt vời luôn ha. Và con Sony D1 nè, vừa CD vừa MD, và trên là con nét. Chung là mắt nó nhận bài đọc rất là nhanh nhạy ha. Rồi bây giờ em test con trên ha, con Lukman D100. Con này thì giá nó là 2 triệu rưỡi nha quý vị, 2 triệu rưỡi. Con này giá 2 triệu rưỡi. Tiếp theo sẽ test con trên ha. Bên đây thì nó cũng có đĩa MD trong này ha. Đây, nhận bài nha quý vị, bấm play. Rồi, nó hát ha. Bây giờ để ghim dây tín hiệu lên ha. Dây tín hiệu nó đang nằm ở dưới con dưới. Cùng ha. Mặc dù đĩa này chạy rất là nhiều nhưng mà nó vẫn đọc rất là tốt luôn quý vị. Sony mặt của em ở đây ha, có một số vết ở đây quý vị ha, nó chảy ở đây này ha. Còn dưới thì rất đẹp quý vị, còn lúc mà ở dưới này xuất sắc. Rồi test bên em đây ha. Hoàn hảo hết nha quý vị. MD CD 3:1 ha, MD CD vừa hát MD CD. Tốt các chức năng. Con này giá 2 triệu 3 nha quý vị, con này giá 2 triệu 3. Tôi sẽ về khi mùa xuân đơm hoa trước ngõ. Để em gái nhỏ mắt thơ ngây, tóc thôi biếng chảy vì đợi. Rồi bây giờ sẽ test con ở trên. Nhận bài luôn nha quý vị. Mở lại là nhận bài luôn. Cực kỳ nhanh. Tôi sẽ về thăm lại dòng sông con. Rất nhanh quý vị. Con nét này nó cực kỳ tuyệt vời luôn. Rất là nhanh. Bây giờ em ghim dây tín hiệu lên trên ha. Rồi lát em quay phía sau một lượt luôn. Xuất sắc luôn. Mấy cái này bụi nè, à, bụi chùi cái đẹp xuất sắc nha. Mấy cái này bụi không ha. À cái dòng này quý vị bấm số xong quý vị bấm nút play ha, chứ bấm nút không thì nó chưa. Này ví dụ ha, bấm số 6 thì vừa về bấm play cái nó mới chạy rất nhanh quý vị, hầu như bấm play cái là chạy liền luôn. Đây như quý vị bấm lại số 2 ha, quý vị bấm play cái nó mới chạy nha, mất rất là nhanh luôn quý vị. Rồi bây giờ em quay phía sau để quý vị và các bạn xem tổng thể một lượt nha. Phía trên là con nét đây quý vị. D
điện 100V 14W, có cổng điện digital out cosan ha, nét da băng điện 100V, và con dưới là Sony MXD D1, thì vừa chạy CD vừa chạy MD, công suất 24W, mắc in da băng ha, giá 2.3 triệu, con này trên là 1.5 triệu. Rồi phía dưới cùng là con lúc man rất đẹp quý vị, đây da băng ha, 13W, điện 120V, lúc man ha, hàng thương hiệu made in Japan nha, made in Japan. Đấy, con này tiếng nó rất hay quý vị, con lúc man tiếng rất là hay, con led thì cũng vậy quý vị. Đấy, cái thương hiệu nó không bằng lúc man thôi nhưng mà cái tiếng chất cực kỳ chất, quý sao rất là đẹp cả ba con, tổng thể là đẹp hết nha. Con nét là 11.5 triệu, con này là Sony 2.3, con này 2.5 triệu. Và con to này thì hôm trước em có giới thiệu rồi, giá 1.4 triệu, nhưng mà hôm nay em giảm còn 1.2 triệu cho quý vị ha, quý vị có mang về chơi ha, con này mắc cực kỳ tốt luôn. Loa toàn giải của Pioneer ha, âm ly Hungary của châu Âu. Rồi em xin kết thúc video tại đây, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin cảm ơn.